để bạn được mặt đối mặt với thần tượng của mình và chinh phục thần tượng bằng giọng hát cùng phong cách biểu diễn mở những cánh cửa mới cho con đường ca hát. Những bạn trẻ sẽ mang đến những gì hay nhất, độc đáo nhất, bất ngờ nhất để thăng hoa trên một sân khấu hoành tráng và lộng lẫy. Đêm thi đầu tiên, quý khán giả sẽ gặp lại nữ ca sĩ, diễn viên được yêu thích Nhật Kim Anh trong vị trí giám khảo chủ đề cùng hai gương mặt quen thuộc và là thần tượng của đông đảo người yêu nhạc Dương Ngọc Thái và Hồ Việt Trung. Hãy cùng chứng kiến màn tranh tài đầy hấp dẫn của ba bạn trẻ để chinh phục giám khảo Nhật Kim Anh, giành cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Mời quý khán giả đón xem Chinh Phục Thần Tượng phát sóng vào 21 giờ thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.